Dạ vâng, em xin kính chào tất cả các bác lên kênh Mai Thẳng của bên em nhá. Và ngày hôm nay thì ngày đầu tháng thì em xin gửi lời chúc tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc được mạnh khỏe, công việc hanh thông thuận lợi. Mọi thứ gọi là suôn sẻ các bác nhá. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên một cái video thực sự đầu tháng thì cũng là đầu xuôi đuôi loạt một tất cả mọi thứ trong video làm ngày này. Em sẽ xả hàng cho anh em với cái giá là quá là rẻ luôn, các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhé. Và không để mất thời gian các bác, em sẽ lên từng sản phẩm một và sẽ báo giá cụ thể cho anh em luôn cho các bác nhìn các bác nhé. Vâng ạ. À, sản phẩm số 1 các bác nào mua mã nào thì bác nhìn mã các sản phẩm của nó nhau nhá. Đây là loa toàn giải các bác nhé, loa toàn giải này thì cái lón của nó là lón vải thẩm thấu xuyên các bác nhé. Thì loa bát 30 các bác nhá, mà bát 30. Loa này thì là thương hiệu của Selection này. Không nhá. Đấy, em còn một đôi, em thanh lý cho anh em 500k, tất cả bao zin cho anh em toàn phần. Không nhá, hoạt động ngon lành. Không nhá. Đấy, 500.000 một đôi này bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Ok chưa ạ? Bát 30. Đấy, mã số 1 không nhá. Mã số 2 đây là đôi loa bát 25 của DK, không nhá, dòng này thì nó quá nổi tiếng rồi. Không nhá. Đấy, dòng này của England, không nhá. Mọi thứ còn zin rất là đẹp luôn. Không nhá, gần cái còn rất là đẹp. Cổ kiếc zin toàn bộ, zin hết toàn bộ các bác nhá. Không nhìn ạ. Dí hết toàn bộ thôi nhá. Bát 25. Có chung đồ này thì nghe rất là sướng không nhá. Nghe hát karaoke sướng quá nào về thay thối thế nó nói là mình quá ngon này. Em bán 800k một đôi. Bên em báo ship tận nơi cho anh em luôn. Nói chung là loa loa này là dòng loa đắt tiền không nhá. Đấy, 800k một đôi. Mã số 2, tất cả dí hết toàn bộ cho anh em luôn. Đấy. Mã số 3 đây là đôi loa bát 30. Bãi không nhá. Các bạn nhìn qua biết là bãi rồi. Không còn phải trình bày đúng không ạ? Từ 170 cuôn 65 không nhá. Còn 60 năm tất cả còn zin toàn bộ không nhá. Đấy, zin toàn bộ. Bên em thanh lý cho anh em 1.200.000 đồng một đôi này. Bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Những cái dòng mà bãi thì các bác cũng biết ạ. Rồi đến gần phải tầm dầu. Đấy, rất là chất các bác nhá. Đấy, 1.200.000 đồng bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Thấy chưa? Kiếm đâu những cái đôi bát như này ngon chất không nhá. Đấy, các bác nhìn làm từ cái cầu dây của nó lõm kỹ càng các bác nhá. Đấy, từ 170 cùng 60 năm. 1.200.000 đồng bao ship. Đấy, mã số 3 nhá. Mã số 4 là đo bãi Auto King full bát 20. Đôi này các bác để ý là nó là phễu đen các bác nhá. À, màng gai, phễu đen màng gai. Đấy. Thùng sơn sơn. Đấy. Trong nước. Đấy, đôi này thì bình thường bán là 2.3 triệu. Ngày hôm nay thành lý cho em giá xả sập sàn cho anh em luôn. 2.1 triệu bên em bao ship tận nơi và tặng 6 mét dây loa cùng hai rắc lưu trích. Ok cho anh em. Đấy. Con này mã V8 các bác nhá. Mã V8. V8 phễu đen. Mã số 4 các bác nhá. Mã số 5 ở đây là KT8 các bác nhá. Đây, màng là màng trơn, các bác nhìn kỹ đã, màng trơn, phễu khác các bác nhá. Đấy, cái thông số đằng sau này, các bác nhìn nhá. Đấy. Thì là lo bãi hết các bác nhá. À, thùng gỗ ván ở trong nước các bác nhá, trong ba đập. Đấy. Bình thường cái bán 2.6 triệu, ngày hôm nay xả cho anh em còn 2.4 triệu. Cũng vẫn bao ship và tặng full phụ kiện cho anh em luôn. Là 6 mét dây loa cùng hai sắc lưu trích. Đấy, mã số 5 các bác nhá. Còn tiếp theo là mã số 6 ở đây là cục xúc điện bát 20 Yamaha SV40. Dòng này thì không còn nhái vào đâu được rồi. Đấy các bác nhá. Không nhái vào đâu được rồi. Đấy các bác nhá. Đấy thì là điện 220. Đấy 1.6 triệu bao ship các bác nhá. Giá 1.6 triệu bao ship là nơi cho anh em luôn. Được chưa? Đấy bát 20. Tất cả hoạt động ngon lành cành đào các bác nhá. Không lỗi lầm gì cả. Đấy, con zin. Mã số 6 các bác nhá. Mã số 7 ở đây là đôi loa bát 30 Martin. Các bác nhá, bát 30 Martin. Nói chung là cái loa này là em mua lại được của khách, người ta nâng cấp lên không nhá, nâng cấp lên có là nó vậy. Đấy, nâng cấp lên. Đấy, loa thì còn chạy hết tất cả hoạt động ngon lành không nhá, sống hết toàn bộ hoạt động ngon lành. Đấy, bát 30 cuốn 65 cuốn 65 không nhá, cuốn 65. Đấy, 65. Đấy, em bán cho anh em giá 1.800.000 đồng. Em lưu ý là hai cái loa này thu mua được khách hàng và một đôi khách hàng nhờ bán hộ, nên em cũng nói luôn là giá này không bao ship không nhá. Có hai đôi này thôi. Là gần như là nói từ thu mua cũng đúng mà nó bán hộ khách hàng cũng đúng. Thì là bán hộ thì em cũng nói thẳng luôn là giá này em không bao ship không nhá. Bán giá trực tiếp tại cửa hàng, bác nào mua thì tự bỏ tiền ship ra. Không nhá. 1.800.000 đồng là giá này chưa có tiền ship không nhá. Đấy, bắt 30 luôn. Không nhá, bắt 30. Đấy. Từ 156 côn 65. Được chưa? Đấy, thùng còn ngon lành cành đào. Đấy, không vỡ lát không nhá. Và đôi đây này là đôi JBL của gì này. Tóm lại là nghe cũng nhờ bát hộ luôn. Đây ạ, một bát 25 và 2 tép.
thôi nha, từ kép luôn đấy, 1.300.000 đồng thôi nha, tất cả xông xiếc ngon lành, bao cho anh em mà loa bát zin giết toàn bộ các bác nhá, không làm lại con nào cả, tất cả còn zin thôi nha đấy, 1.300.000 đồng đấy. Bên em chưa có tiền ship các bác nhá, 1.300.000 đồng ra tại cửa hàng, chưa có phí ship đấy, giá là tại cửa hàng vì khách hàng nhờ bán hộ nên là em sẽ có thẳng là bán hộ thì em sẽ bán cho bác luôn. Ok, 1.300.000 đồng dạ, giá là chưa phí ship, mã là mã số 8, còn đôi bát 30 này mã số 7 các bác nhá, đôi này là bát 25 thôi nhá. Mã số 9 ở đây là đôi loa bãi các bác nhá, đôi loa bãi full bát 20, các bác nhìn cái cấu hình của nó thì nó quá uy tín rồi đúng không ạ, có uy tín rồi, em không cần phải giới thiệu nhiều làm gì đấy. Đây em chờ chút em xem cho các bác xem nội thất bên trong của nó luôn, các bác nhìn thấy cái loa của nó quá uy tín luôn, chờ chút nha, đấy em tháo ra, tháo ra rất cái bông ra, không rất cái bông này, các bác nhìn đấy ạ, đây các bác nhìn rất hẳn bông cho các bác xem này, bộ phân tần của nó quá uy tín luôn các bác nhá, loa quá đẹp luôn. Ok đấy, bát zin bát 20 đấy, côn 51 các bác nhá, tép côn 34 đấy, rất chất, thanh lý cho anh em giá còn có 2 củ 9 thôi nhá, 2.900.000 một đôi, bên em bao ship là đôi bên non này là của em sẽ bao ship thôi nhá đấy, 2.900.000 một đôi bao ship cho anh em luôn, và đôi này cũng vậy, cũng bắt 20 đấy, các bạn nhìn đây, loa sừng đúc các bạn nhá, tất cả sừng đúc, phần thần của nó thì các bạn nhìn đây quá chất luôn rồi các bạn nhá, tép côn 34 cũng 2.900.000 bao ship cho anh em luôn, được chưa đó. Và còn mấy con cốt số này các bác nhá, em nói thẳng các bác là em không chuyên về cốt nên là có vài con lẫn lẫn vào là em bán cho vui thôi, bán giá giao lưu, bán giá của tình cảm anh em các bác nhá, tất cả bao cho anh em hoạt động ngon lành các bác nhá, còn về chỉnh chọt là các bác tự chỉnh tự cân đối, em không biết gì về cái đồ cốt này cả, em bán cho anh em 500k một cây, bên là bao ship cho anh em luôn, tất cả cái dòng này chỉnh tay các bác nhá, 2 in 4 out, 2 đường vào và 4 đường ra các bác nhá, đây chip unlock Mỹ to vật vã luôn. Nói chung tóm lại đấy, bao sống cho anh em thôi, còn cái này thì các bác về tự chỉnh chọt cân đối có nhá. Với cái giá này thì là cái giá lưu ý là gì ạ, chỉ có những ngày đầu tháng này em mới có cái giá này thôi, còn các bác đến khác và các bác mua không có cái giá này đâu các bác nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì hoặc là liên hệ trực tiếp cho bên em đấy, tất cả mọi thứ là báo giá đầy đủ cho anh em rồi các bác nhá. Xin chào tất cả anh em nhá.